Kết thúc năm 2023, huyện Simacai có 604 hộ thoát nghèo, tuy nhiên địa phương vẫn còn hơn 4.900 hộ nghèo, cận nghèo. Để người nghèo có thêm điều kiện đón Tết, cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, địa phương đã tích cực vào cuộc, huy động nguồn lực giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, đón mùa xuân mới thêm ấm áp. Thuộc diện hộ nghèo bất khả kháng do không còn sức lao động, con trai lại bị suy thận giai đoạn cuối. Ngày Tết với gia đình bà Giàng Mai Cám luôn mang theo nhiều nỗi lo. Thế nhưng từ 50 triệu đồng hỗ trợ của Vietinbank chi nhánh Lào Cai, xuân này gia đình bà Cám được hưởng niềm vui trong căn nhà mới khang trang. Được hỗ trợ làm nhà thì biết ơn lắm. Vợ chồng tôi được hỗ trợ quà Tết, con trai bệnh trọng cũng được tặng quà. Tết này vui mừng lắm rồi. Từ 50 triệu đồng hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lào Cai, 100 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Simacai được nhận quà Tết. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, mà còn cho thấy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với công tác an sinh xã hội. Ngoài hoạt động kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Lào Cai cũng rất quan tâm đến chương trình an sinh xã hội và cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những hộ nghèo sẽ có một cái Tết đầy đủ, ấm no và có thêm nhiều niềm vui năm mới. Năm 2023, từ hơn 5,3 tỷ đồng xã hội hóa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã giúp 107 hộ nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Ngoài 1,9 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh, huyện cũng huy động được trên 1 tỷ đồng, đảm bảo cho hơn 5.700 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội được tặng quà Tết. Nắng hạn kéo dài cho nên các hộ cận nghèo rất khó khăn. Cho nên chúng tôi phải chuyển sang là xã hội hóa, vận động các cái doanh nghiệp. Chúng tôi đã vận động công ty Thành Lợi hỗ trợ 1 tỷ đồng ngân hàng. Hỗ trợ 50 triệu đồng nữa phát cho các hộ cận nghèo để đảm bảo cho bà con vui xuân đón Tết, đảm bảo đầm ấm theo đúng với cái ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Với nhiều nỗ lực, hiện công tác chăm lo Tết cho người nghèo ở Simacai cơ bản hoàn tất. Những suất quà Tết đã và đang giúp bữa cơm ngày Tết của hàng nghìn gia đình nghèo thêm no ấm để mọi người, mọi nhà đều được hưởng niềm vui khi Tết đến xuân về.